Hai, chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo của mình nha mọi người. Mọi người ơi, thì con trắng nó đã đẻ đó mọi người ơi. Mình vừa trên phòng xuống, ngủ nguyên một cả buổi chiều hôm nay chủ nhật nha. Nè, xuống cái thấy người nó có máu. Đó, mọi người thấy phía sau người nó không có máu. Wow, là mình biết nó đẻ rồi nha. Thì bây giờ mình đang đi ra coi thử là nó đẻ ở đâu nha. Nó thấy mình ra cái nó ra nó đón mình nè mọi người. Trắng đẻ đâu vậy? À, chị mau thăm em chưa? Ủa, nó để đâu vậy ta? Vẫn chưa thấy con nha. Kì. Đây nè mọi người ơi, để mình quay cho mọi người xem. À, để được 4 con. Mấy lần trước là để toàn 7-8 con không nha mọi người. Con hai trắng hai đen, nhanh chắn đẻ con mày, đẻ xong mặt bơ phờ luôn. Mình vừa nghe tiếng cho con đâu nữa vậy ta. Thì mình vừa ở trên phòng xuống, chủ nhật là mình thường ngủ nguyên cả buổi chiều nha mọi người. Vừa xuống cái tự nhiên thấy nó chạy chạy ngang qua ở dưới sau bếp á, thấy nó dơ, thấy máu nè, máu ở phía sau rồi mọi người, máu đen luôn nè. Rồi là mình biết nó đẻ rồi ha. Đợt này nó mang bầu, cái bụng nó nhỏ xíu à, đẻ 4 con cũng dễ hiểu. Wow, mau này. mau là lứa gần nhất của trắng nha mọi người, cách mấy tháng rồi nó mới đẻ lại đây nè, đẻ được 4 con. Hình như nó đang đè một con hay sao, để mình vô mình coi thử coi. Trắng ơi, nhanh nha. Nha, sợ quá, sợ nó đang đau quá mọi người, không biết nó có đè con không. Nó đè mất con rồi. Chết. Mình coi cái ai. Mình vừa dụ nó đi ra chứ mình sợ nó đè. 4 con nha mọi người. Wow. Thôi để ít thôi. Có một vàng, một đen với lại hai trắng. Hết đẻ nó bụng nhỏ nè. Giỏi vậy ta, trắng giỏi vậy ta, đẻ tàn vô mùa mưa không à. Bây giờ mình để nó ở đây ha, rồi xíu á, bây giờ mình sẽ đi mua cháo cho con trắng ăn ha mọi người, rồi xíu mình sẽ quay cho mọi người nha. Trắng ơi, trắng giỏi quá ta. Giờ mình để trắng nằm với mấy đứa con đó nha mọi người. Giờ mình sẽ đi vô kiếm được cái hốc đây trong nhà mình nè mọi người ơi. Được cái là cũng có vòm tránh mưa tránh nắng rồi ha. Để ngay cây cục điện luôn. Sao vậy? Sao vậy? Mau cái em rồi nè. Ê. Ê. Mau cái em rồi nè. Nó lộn. Để tôi chứ sao lại mau nhỉ? Mình lộn, mình hay lộn con này với con mau lắm mọi người. Hồi xưa nhà mình có một con mau y chang này luôn, cũng là con của trắng nha, mà cắn gà quá mình bán rồi. Giờ con này mình hay lộn là mau lắm. Eto chứ, Eto vàng của em rồi nhá. Trời ơi, xịt phanh nha, phấn khích chưa, ui cha. Trời ơi, phấn khích. Ok mọi người, thì bây giờ mình đi tắm ha mọi người, rồi xíu là mình sẽ đi
đi mua cháo cho con trắng bồi bổ nha mọi người, bồi bổ cho nó nha. Tự nhiên con Eto Eto vàng nó phấn khích ghê. Ê ê phấn khích dạ. Phấn khích vậy con. Ok mọi người, thì mình đã đi mua cháo rồi cho trắng này nha mọi người. Bây giờ mình sẽ mang ra cho trắng nha. Có Eto đi theo nữa nè. Đây. Đây nha mọi người. Cháo cái thịt bằm hay sao á, nhưng mà mình chỉ mua cháo không thôi. Với cái nồi của nó. Có vàng với lại Eto nữa nè, anh mình nè. Giờ kéo ra hả ta? Kéo ra đi ha. Mày nói vậy là kêu nó đi. Chuột. To lắm. Đi bên đây nè. Chăng 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 chăng. Trắng thì không ra mà. Đây trắng đây. Để mình đổ cho trắng nha mọi người. Chú lấy kém cho trắng ăn nữa. Trắng ăn thì kém luôn nha mọi người. Nó ăn như thỏ á. Thôi đi ra cũng miệng mày á. Nó ăn được mấy miếng cái nó nghe con nó kêu cái nó chạy vô rồi, để mình mang vô cho nó luôn nha. Có bị đè con kia không đây? Mũi kìa. Mũi nhiều ha. Ừ. Cho con rồi mọi người. Mình mới thấy một con nằm đây đâu rồi ta. Mấy con này? Mấy con. Bốn con này. Một ngày hết trứng. Vừa rồi thấy nó mang bầu, cái bụng nó nhỏ xíu mà. Hù quá. Giờ nghĩ là không nổi nữa. Vừa nhờ bỏ mấy bao mũ đây chắc nó mới đẻ trong này á. Nó kín á. Thế là nằm đây cũng ổn. Cho trắng mùi đỏ mà. Ở đây đổ sợ mưa rồi nhờ. Nè. Cũng cỏ ha. Cũng nó cũng chạy xuống quá nhờ. Có nước ngay máng nè. Nhưng mà mũi ghê quá. Trắng tội. Cái khi nào đẻ mới được cho ăn. Nó quá bình thường cũng được ăn mà. Không được ăn sớm thôi. Để mình đi vô lấy cám cho con trắng luôn nha mọi người. Để nửa đêm cho nó ăn. Để chỗ dễ chịu ha. Đây mọi người, lấy cám cho trắng nha. Vàng nè. Tô ăn với cái tô ăn hơi ghê á. Nè, đó. Đó. Nè. Nè. Đó. Đó. Ngồi xuống. Đây đó. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Sao vậy? Ngồi xuống. Ừ, ngồi xuống. Ở trong nhà là nó ngồi xuống rồi đó. Ngồi xuống. Quê nha mày. Đấm lưỡi mà ngu vậy. Ngồi xuống. Nè, ngồi xuống. Trời ơi.
chẳng đây, chẳng cũng khô lắm nha. Chẳng giờ kêu ngồi xuống là cũng ngồi xuống á. Thấy mình á. Ok mọi người, mình để kém đây cho chẳng luôn. Thích ăn gì nó ăn. Đây. Đây, chẳng đang ăn nha mọi người. Ok, giờ mình sẽ để nó ở đây ha mọi người. Rồi ngày mai, ngày mốt gì đó, khi nào có cái gì mới thì mình quay thêm cho mọi người xem ha. Đây, buông con. Ở đây hơi mũi. Hơi mũi mà chẳng lông cũng dày nên là chắc cũng không sao. Ok mọi người, thì giờ mình để con chẳng ở trong rồi, đồ ăn các thứ hết rồi, nước có sẵn ở chỗ đó luôn. Thì ngày mai ngày mốt gì đó khi nào có cái gì mới thì mình sẽ quay thêm cho mọi người xem ha. Thì cảm ơn mọi người đã xem video của mình, đừng quên để lại cho mình một like, một share và một đăng ký nha. Tạm biệt mọi người.